cha-ra-cha. La 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Thư tuyệt mệnh. Nội, gần đây ba thấy cuộc sống nặng nề quá, chán nản quá. Ba thấy không được tôn trọng, đời ba đã bị đàn bà phản bội. Con với ba đã hứa với nhau là nhất quyết không đi thêm bước nữa. Vậy mà bây giờ con yêu con Kim Tae Hee, ba sẽ chết cho con vừa lòng. Gia tài, ba để lại một cây gậy với một xe cái viên chiên. Ông nội, ông nội, ông nội ơi, ông nội. Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ông nội uống thuốc tự tử rồi ba. Nhanh lên ba ơi, lên đây, ông nội uống thuốc rồi ba ơi. Ba, ba, ba. Cái gì vậy? Hả, cái gì? Ba, ông nội uống thuốc tự tử. Ông nội còn viết thư tuyệt mệnh nữa đó ba. Cái cài đó quỷ thần ơi, muốn chết này ra ngoài đường chết nha. Ông chết là trong nhà tôi rộng nha, tôi hiểu không, dám án tôi hoài đó. Thôi ba đừng có chết rồi quá. Ba chết rồi bỏ cha con chúng con lại đây với ai đi ba. Trời ơi ba đừng có chết rồi ba, lỗi tại con biết lỗi con rồi mà ba đừng có chết ba. Thôi mày đừng có lừa dối tao nữa. Mày chuyện gì vậy trời? Con biết tao nữa. Sống mà chứng kiến mày làm đám cưới với con Kim Tae Hee. Trời ơi, để tao chết, để tao chết. Cái trời đất quỷ thần ơi, cố chấp quá trời đi à. Nó thương Kim Tae Hee cái mắt máu gì tới ông à. Nó muốn có con rồi chứ bộ nó trai nhà nhẽo sao mà làm gì mà cản đảng người ta vậy. Cái bà phù thủy tóc bạch kim kia, lo cái chuyện của nhà bà đi, đừng có xía vô chuyện nhà người khác nhiều chuyện. Lấy chú mắt. Bà, con biết ý bà rồi. Tôi được rồi, con biết mà. Áo mặt sẽ qua khỏi đầu. Con đồng ý con chia tay với Kim Tae Hee. Ba đừng có chết nha. Ba lại sống với tụi con nha ba. Ông nội đừng bỏ con ông nội. Ta không có tin, ta không có tin, mày thề đi. Con thề đó. Con chắc... thề là con không có đến với Kim Tae Hee nữa đâu ba. Chắc là mày không làm đám cưới con Kim Tae Hee nữa phải không? Dạ không, dạ không. Ba đừng có chết nha ba. Không, chết tao khỏe. Ủa? Ủa ông nội? Ủa sao? Ông nói không bị gì hả? Sao ba khỏe lẹ vậy? Bị về trẻ thì dùng sức, già thì dùng ngu. À, ngu về chết, sống và yêu đời lắm. Trời ơi, đúng là quỷ già mà, mưu kế thấy sợ luôn à. Bà lặng nhắc là tự nhiên chuyện nhà người ta xong chạy nhà người ta. Ê hứa nha con, hứa là nghe, hứa là phải giữ lời đi nha con. Nội này, làm cũng hết thùng. Các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền.
dẫu nghèo nguyên không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp sống. Em thấy chị buồn quá. Chị đừng buồn nữa mà. Tại sao vậy, trả lời chị đi, tại sao lại bất công như chị như vậy? Tại sao lại ngăn cấm tình yêu của đôi trẻ, trong khi đôi trẻ lại quá yêu nhau như vậy? Tại sao vậy, em trả lời chị đi. Ba em cũng yêu chị mà, nhưng mà ba phải vì chữ hiếu á. Không thôi là ông nội đòi tự tử rồi, ông nội đòi làm đủ trò hết á. Lúc đó ông nội có chuyện gì á thì chị với ba em cũng đâu có hạnh phúc được đâu. Nhưng mà tại sao, tại sao ông nội lại ngăn cấm chị vậy? Tại ông nội em á, ông nội em hận đàn bà, rồi nói là đàn bà không bao giờ mang lại hạnh phúc cho đàn ông hết á, nên cấm ba em với chị á. Ông nội em rất là vô lý. Hận đàn bà là cấm luôn ba em sao? Nhưng chị Kim Tươi khác, chị không có giống những người đàn bà khác đâu. Chị yêu ba em chân thật, yêu từ con tim, yêu từ con tim, em biết không? Dạ. Được rồi, nếu như mà ông nội em nhất quyết ngăn cấm tình yêu của chị với lại anh Hoài Hận thì chị sẽ ê, chị Kim Tươi. Ê, chị, đi đâu vậy? Đừng có làm như vậy dồn cái gì. Chị, tội nghiệp thiệt mà, kỳ cục ghê luôn ông nội. Giờ bỏ đi đâu vậy trời? Quán này ai bán? Thôi dọn quán luôn đi, còn tâm trạng nữa mà buông chứ bán. Mệt quá. Nội ơi là ông nội. Con ăn khét đâu à... Ôi chú lâu quá rồi, chú lẹ con về đi. À, thôi hai đứa ngồi đi, chú chiên cái khác cho hai đứa nha. Nha con, ngồi đi con. Chào chú. Ba. Ủa à? Sao ba chiên gì đen thui vậy? Ba lỡ tay chiên khác. Thôi con thấy ba về ba nghỉ đi ba. Con thấy ba mệt mỏi rồi đó. Thôi ba để đó con làm cho. Ba đi ra nghỉ đi. Thôi con báo giùm ba nha. Ba về nhà ba nghỉ. Ba về nghỉ ngơi nha ba. Đi về đi ba. Về nghỉ ngơi đi. Để con bán cho. Dạ. Ba về nhà. Anh biết không, tụi em đợi nãy giờ luôn á. Cái chú đó chiên cháy 3 lần luôn á. À, vậy thôi, cái gì anh xin lỗi nha. Rồi bây giờ anh sẽ chiên cho mỗi đứa, tặng thêm mỗi đứa 2 viên nữa, chịu không? Chịu anh. Thôi, rồi chờ anh xíu nha, gần xong rồi. Rồi, 2 cái cây, xong. Đây, của tụi em nè. Dạ. Bao nhiêu tiền anh? Ờ, cái hộp này 20. Dạ. Dạ anh. Rồi, cảm ơn tụi em nha. Dạ. Bye bye, về nha. Bữa sau nhớ ăn của anh nữa nha. Dạ. Trời ơi trời. Chuyện gì khét lẹt. Kiểu này là không được rồi. Ba cứ vậy hoài á. Rồi ba chị Kim Tê Hy ai cũng buồn hết, rồi không ai giải quyết được gì hết. Giờ phải tìm cách sao đây ta? Ơi, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Một công mà hai chuyện, trời ơi quá khỏe luôn. Nghỉ ngơi khỏe. Ê, ê, còn thằng Hận bây giờ á, nó cũng nghe lời mình, nó cũng chia tay với con Kim Tê Hy đó rồi. Coi vậy là coi như là đồ cha con nó súng là nó lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Trời ơi, cái thằng keo kiệt đó mà nó còn mua sữa cho mình uống nữa là biết nó thương mình cỡ nào rồi đó. Quá khỏe. Lâu lâu làm được cái dịp này tự nhiên đẹp theo. Thôi, ngủ một giấc cho nó
sướng cái thân già đi. Ê, đấy, rồi sau đó mọi chuyện sẽ tính sao. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ôi da. Một công hai chuyện thành công, chiều nay khỏi có ra phụ cha con nó bán cá viên chiên, nằm ngủ cho nó khỏe. À, thì ra là ông nội bày trò. Không được, không được, không thể để cho ông nội chia cách tình cảm của ba mình với chị Kim Tê Hy được. Nhất định á, ông nội sẽ phá banh cái cuộc tình này luôn á. Mình phải nghĩ cách mới được. Ông nội ơi, cái gì? Ba con sao? Ê, đừng nói với ông nội là ba mày theo con Kim Tà Hiên nha. Không có, ba con bữa giờ là chịu nghe lời ông nội rồi. Vậy thì tốt hơn mấy cái chuyện tình cảm rồi. Nhưng mà bữa giờ á, ba con thất tình á, không làm buôn bán. Giờ đi lang thang ngoài đường, bị xe đụng rồi ông nội. Xe đụng rồi. Xe. Hả? Cái gì? Ba con bị xe đụng rồi. Xe đụng ở đâu? Ở ngoài đầu đường đúng rồi, ông nội đã liền đúng rồi, không biết ba không sao đúng rồi. Chết cha thật sự, không lẽ giờ. Chết cha đúng rồi. Ai ba dạy gió cho nha. Để thấy dưỡng lửa cho lẽ ta hạn chết. Hãy chết con ta. Rồi, nhanh lên rồi. Trời ơi. Nhanh lên ông nội, ông nội. Ông nội. Nhanh lên ông nội. Kìa, ba con nằm kìa. Ba con nằm bất tỉnh nãy giờ. Đâu? Đây hả? Ba dậy ba. Không con. Trời ơi. Ơi. Thương ơi thương, mày ngu quá vậy. Hay là mày ăn cá viên chiên ế rồi cái mày bị bệnh ngu hả? Không biết kêu xe cấp cứu chở ba mày đi bệnh viện đi. Thôi mệt quá mệt rồi. Ba, vậy ba ơi ba. Vậy nhìn con với ông nội lần cuối ba. Hận ơi. Ba. Tỉnh lại đi con ơi. Con đừng có gì tình á mà con khùng điên như vậy nè. Không có tốt đâu con ơi. Tại ông nội hết á. Gì? Tự nhiên ông nội cấm cản tình yêu của ba con chi. Giờ ba con khùng điên luôn nè. Ba con thì khùng điên. Còn nội á thì bệnh nặng, ghét rồi gia đình bệnh hoạn luôn, chắc chết luôn á. Thôi ra đừng có nghĩ chuyện chết con. Làm đám ma mà ba cái hòm là tốn tiền lắm con ơi. Có gì đâu, ông nội chỉ giả bộ bệnh để cho ba con chứng tỏ là ba con có hiếu. Ba con nghe lời ông nội mà dứt tình dứt nghĩa với con Kim Tê Hy thôi. Chứ có gì đâu. Ủa, ba? Không, không ai. Thôi nói vậy ba khỏe hả ba? Ba khỏe. Không có bệnh hả ba? Ba không có bệnh gì hết trơn rồi. Trời ơi, thấy chưa, hôm bữa con nói ba rồi, ông nội giả bộ không mà. Ba con cũng không có bệnh gì hết trơn hả? Vậy ba lớn rồi, ba lừa con hả ba? Làm bộ cho vui mà. Ba lớn rồi, ba chơi ba lừa con kỳ vậy? Ông nội này. Làm con tưởng ba bệnh thiệt không à? Không có bệnh, ba khỏe, có bệnh gì hết trơn rồi á. Ba sợ con bệnh đây nè. Con cũng đâu có gì đâu. Con cũng lừa ba thôi. Ê, ba không sao hả? Sao? Nhưng mà rồi cũng vậy thôi. Ba mà cấm đoán tình yêu giữa con với Kim Tê Hy á là ba là kêu là tóc bạc tiễn tóc xanh luôn á. Con đi ra. Con đừng nghĩ bậy con hận. Ba. Đừng có nghĩ bậy. Trời đất ơi. Con Kim Tê Hy có gì đâu mà con cứ theo đuổi nó hoài vậy. Con không biết. Con về tình có bỏ hiếu sao con? Con không biết. Con đi à. Đi. Đừng nè nghe lời ba nghe. Nghe lời ba nghe mà đừng có để ba tức mà ba chết nha. Trời ơi. Tức lắm rồi đó. Ba biết con đi đâu không? Đi đâu? Con đi kiếm Kim Tê Hy. Ba chạy. Ba. Hận. Ông nội. Hận. Mày muốn ta chết à hận. Trời ơi đồ con. Đồ con bất hiếu. Ông nội. Ba con đi rồi mà ông nội diễn hoài mệt quá. Ông nội. Ủa? Ông nội bị gì vậy? Trời ông nội đâu bị đâu, ông nội giỡn á. Vậy ông nội ơi, già rồi mà giỡn chi cho bác con đứng dậy nè. Ba con đi rồi. Đứng dậy. Thôi giỡn làm cái gì nó không biết mà để cháu sợ. Giỡn nhây quá. Đứng dậy nè. Khoan. Trời không phải giỡn đâu. Ông nội em bị bất tỉnh thiệt rồi. Gọi tới cấp cứu lẹ lên. Thiệt á chị Kim Thi. Bắt đi ta, thiệt gọi lẹ đi. Vậy để kia cấp cứu. Ừ, bắt. Cấp cứu. Nè chú ơi, cháu